Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, người ta nghĩ ngay đến một ông hoàng quyền lực của làng nhạc Việt. Không ít các ca khúc của nam ca sĩ ghi dấu ấn rõ nét trong lòng nhiều khán giả. Cho đến nay, gia tài nghệ thuật của anh luôn được ngưỡng mộ bởi sự đồ sộ và mang màu sắc riêng độc đáo. Hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn trong video này nhé! Đàm Vĩnh Hưng tên khai sinh là Huỳnh Minh Hưng, thường được khán giả gọi là Mr. Đàm sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, anh quê gốc ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông nội là người có nguồn gốc Việt, Pháp, bà nội có nguồn gốc Phúc Kiến, mẹ là người Quảng Nam và một người em gái tên là Huỳnh Minh Hạnh. Anh sinh trưởng trong một gia đình công giáo dòng, anh thường tham gia các hoạt động của ca đoàn nhà thờ từ nhỏ. Anh học tại trường trung học cơ sở Ngô Quyền và trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với thời tuổi trẻ cơ cực và khó khăn, anh đã làm nhiều nghề để sinh sống như hớt tóc và làm tóc cũng như hát phụ trong những chương trình ca nhạc. Đàm Vĩnh Hưng từng đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ do Công ty Văn hóa quận 10 tổ chức tại công viên Hồ Kỳ Hòa năm 1992 để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh tự học đàn, thanh nhạc và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Năm 1998, sau 8 lần thi, anh đạt được giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, anh còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Cột mốc vàng son đưa tên anh vào danh sách những ca sĩ hàng đầu Việt Nam thời đó là Tình ơi xin ngủ yên và Bình minh sẽ mang em đi. Năm 1999, anh vượt qua 300 thí sinh lọt vào danh sách 10 giọng ca có triển vọng của Trung tâm Ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Trong khi các ca sĩ hàng ngày phải vật lộn với những lớp sóng cuộn trào của thị hiếu người nghe, phải chứng kiến bao lớp thế hệ ca sĩ một thời vang bóng đi qua, riêng anh vẫn dửng dưng ngồi bệ vệ trên ngai vàng của mình từ những năm 2000 ra tới nay. Anh đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn những giọng ca xuất sắc do câu lạc bộ bạn trẻ nhạc chiều thứ 5 của nhà hát Bến Thành tổ chức từ tháng 9 phần 2000 tháng tháng 9 năm 2001. Cùng với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên và Bình minh sẽ mang em đi đã được khán giả yêu thích và chú ý, trở thành cột mốc đáng nhớ khởi đầu sự nghiệp ca hát của anh. Với chất giọng đặc biệt khàn, cao, trầm ấm, anh luôn tạo sự khác biệt, nổi bật với phong cách biểu diễn vô cùng tự tin và vươn lên vị trí ông hoàng nhạc Việt sống mãi với thời gian. Anh không ngại thử thách với nhiều dòng nhạc khác nhau từ pop, nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến để phục vụ nhiều đối tượng khán giả, đồng thời có thể xuất hiện ở bất kỳ chương trình nào. Trong giới showbiz điều đáng sợ nhất là gì? Chính là bị lãng quên và anh không để điều đó xảy ra. Từ năm 2003 đến năm 2018, anh liên tục tổ chức các live show với nội dung phong cách và nơi tổ chức cũng khác nhau đã thu hút rất đông đảo lượng fans từ khắp nơi trên cả nước. Các live show anh tổ chức như Trái tim hát 2003, Giờ hát 2004 cho đến Đài mừng show 2016, dự án kỷ niệm 20 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó đặc biệt Thương Hoài ngàn năm chinh phục được tầng lớp khán giả trung niên khó tính. Trong các buổi biểu diễn live show luôn có sự góp mặt của những ca sĩ đình đám đương thời. Ngoài dàn ca sĩ chất lượng, anh còn sáng tạo không gian đêm nhạc cấp đỉnh, mang đến cho khán giả những buổi tiệc âm nhạc đẳng cấp. Không những là một ca sĩ có giọng ca hay, anh còn là người luôn phấn đấu hết mình, hiểu tâm lý của thị trường âm nhạc, biết cách đánh bóng tên tuổi của mình. Đàm Vĩnh Hưng còn tham gia các chương trình game show, truyền hình thực tế với vai trò giám khảo và huấn luyện viên như Giọng hát Việt 2012, 2013, 2015, Nhân tố bí ẩn 2014, Bước nhảy ngàn cân 2015, Vượt đỉnh song ca, Cặp lôi Vàng 2016, 2017, 2018, Thần tượng Bolero 2017, Giọng ca bất bại 2017, Gương mặt thân quen 2018. Đàm Vĩnh Hưng không chỉ nổi danh với những bản nhạc vượt thời gian, mà còn bởi những phát ngôn gây sốc, những hành động khoe của khắp nơi, sở hữu lượng fan lớn nhưng cũng không ít anti-fan, có thể nói Đàm Vĩnh Hưng luôn ở cái ranh giới của tài và tai. Album Tình ca hoài niệm gồm những tình khúc năm 1954 đến năm 1975, anh thể hiện ca khúc Phố đêm ghi trên vỏ bìa là của tác giả Nguyễn Tuấn Kiệt, nhưng lại hát ca khúc cùng tên của tác giả Tâm Anh, một ca khúc bị cấm lưu hành vì Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh cho là liên quan đến lính chế độ cũ. Anh cho biết là mình nhầm lẫn và bị xử lý phạt 30 triệu đồng, riêng công ty sản xuất bị phạt 23 triệu đồng, đĩa nhạc bị thu hồi. Album Victor Đàm phát hành năm 2005, anh thể hiện ca khúc Em đã quên một dòng sông, ghi trên vỏ bìa là của tác giả Hải Triều, nhưng đây là ca khúc của nhạc sĩ Trúc Hồ. Album này được Trung tâm Thúy Nga đại diện phát hành tại Mỹ, nhưng rút ca khúc Em đã quên một dòng sông ra. Cũng trong album Victor Đàm, ca khúc Bạc tình của nhạc sĩ hải ngoại Huỳnh Nhật Tân lại bị ghi là của Nhật Đăng Khoa. Đàm Vĩnh Hưng mâu thuẫn với Phương Thanh,
Trước khi xảy ra sự kiện Phương Thanh bị khủng bố tin nhắn, anh có mối quan hệ thân thiết trong đời sống và công việc với cô. Sau khi xảy ra sự kiện, Phương Thanh đã đến gặp anh và nói. Trong chuyện này, Thanh chỉ nghi ngờ Ngọc và Hưng, Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên anh cho rằng Phương Thanh đang nói về Hồng Ngọc và Tống Hưng. Năm 2007, xích mích giữa Phương Thanh và nhà báo Hương Trà được đưa ra tòa án. Anh cũng được cho là đã đưa luật sư của mình để hỗ trợ Hương Trà trong việc phản biện những cáo buộc của Phương Thanh. Năm 2008, Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đều thừa nhận cả hai đã không nói chuyện với nhau hơn một năm. Thời gian này, Phương Thanh cho rằng đã có một người ở cạnh mình, bán thông tin để báo chí viết một bài xuyên tạc đời tư của cô. Bên cạnh đó, việc các bài báo của Đàm Vĩnh Hưng trùng hợp với những phát biểu của Phương Thanh khiến mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng. Trả lời về mối quan hệ này, anh cho rằng những mâu thuẫn đã xảy ra chỉ là hiểu lầm, rồi có ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Riêng Phương Thanh khẳng định mối quan hệ này đã hết thuốc chữa. Trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh vào ngày 20 tháng 12 năm 2012, cả hai người đã chính thức làm hòa. Mâu thuẫn với Lý Tống, năm 2010 tại Mỹ, anh bị Lý Tống tấn công vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2010 tại sân khấu trung tâm hội nghị Santa Clara, California. Sau đó, những khán giả trung niên và lớn tuổi không đồng tình cho Đàm Vĩnh Hưng diễn tại Mỹ. Đã có những cuộc biểu tình và cả những kế hoạch được lập ra nhằm tìm mọi cách gây áp lực, yêu cầu ban tổ chức hủy bỏ chương trình có anh tham gia. Việc anh bị người Việt ở Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ là do anh bị coi là tuyên truyền cho nhà nước Việt Nam. Anh được nhà nước Việt Nam tuyên dương và hát một số bản nhạc mang tính chính trị, cầm cờ đứng hát là điều mà nhiều người Việt tại Hoa Kỳ rất dị ứng. Hơn thế nữa, phát biểu tôi sẵn sàng tha thứ cho Lý Tống của anh bị coi là một cử chỉ khiêu khích, mâu thuẫn với Thanh Lam. Anh và Hà Hồ đã bị Thanh Lam chê thẳng mặt khi làm ban giám khảo của The Voice 2012. Khi tôi xem chương trình The Voice, tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì nhỉ? Ngày 21 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao thì người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức, khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh. Dù trước đó, thì A thường nói Thanh Lam là thần tượng của mình. Hôn ngôi nhà sư năm 2012, trong buổi đấu giá gây quỹ từ thiện cho ca sĩ Quang Vi Tuấn Anh chữa bệnh ngày 4 tháng 11 năm 2012, anh đã mang chai rượu của một khán giả tặng để đấu giá và tuyên bố rằng ai là người thắng cuộc thì sẽ nhận được chai rượu và hai ngụ. Hôn của anh, người chiến thắng trong cuộc đấu giá là hai nhà sư. Anh đã hôn vào môi nhà sư trẻ và hôn tay cho nhà sư lớn tuổi hơn. Hai nhà sư này sau đó nhận áp phạt biệt chúng từ các chư tăng trong thời gian 3 tháng. Nhà sư trẻ tuổi hôn môi với anh sau đó đã xin hoàn tục vì hoàn cảnh gia đình và được chấp thuận. Trong bức thư gửi đến báo chí vào ngày 9 tháng 11, anh đã gửi lời xin lỗi đến khán giả, các tăng ni, Phật tử. Ngày 14 tháng 11 năm 2012, thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã mời Đàm Vĩnh Hưng ra Hà Nội để giải trình. Anh bị xử phạt hành chính anh 5 triệu đồng vì hành vi hôn môi nhà sư là phản cảm. Tiếp đó, trong một bức thư khác được cho là của Đàm Vĩnh Hưng, anh đã tiết lộ rằng chính nhà sư trẻ đã chủ động đưa môi yêu cầu thực hiện và một số chi tiết tiêu cực về cá nhân của nhà sư trẻ này. Tuy nhiên, sau khi hoàn tục, người hôn môi với Đàm Vĩnh Hưng lại cho rằng chính Đàm Vĩnh Hưng là người chủ động hôn và bác bỏ các chi tiết tiêu cực về mình do Đàm Vĩnh Hưng đưa ra. Tháng 8 năm 2013, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính đã nhận xét thẳng thắn về Đàm Vĩnh Hưng. Ông cho rằng, giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa nam nửa bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại si, hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu khẳng định, cần người cảnh tỉnh cho âm nhạc nước nhà như nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, còn nếu cứ ca ngợi sau này sau kia thì sân khấu nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng tù mù lắm. Anh cũng phản bác lại bằng một bức tâm thư trên Facebook riêng của anh, với lời lẽ khá gay gắt. Anh cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính chỉ là một người quân tử, và những nhận xét của vị nhạc sĩ già xúc phạm đến những giải thưởng âm nhạc mà anh đang nắm giữ rất nhiều, cũng như lượng fan của anh. Ngày 6 tháng 10 năm 2013, thay vì xếp hàng vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường Hoàng Diệu, Đàm Vĩnh Hưng cùng trợ lý của mình tiến thẳng vào khu vực tang lễ mà không tuân theo quy định xếp hàng. Anh nhanh chóng được ưu tiên vào viếng trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều cựu chiến binh, thương bệnh binh và người dân Việt Nam. Trả lời với phóng viên Báo Đất Việt, đồng chí cảnh vệ trong tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp nói, trước khi đến viếng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã liên lạc trước, thành ra là khách nên được ưu tiên. Sự việc tố cáo mẹ nợ 20 tỷ năm 2016, những phát ngôn, hành động khoe sự thành công ồn ào trước công chúng, những scandal của Mr. Đàm luôn tạo một luồng sóng dư luận hai chiều trong khán giả. Có người khen anh thẳng thắn, sống đúng với bản chất, nhưng cũng không ít người đánh vào đạo đức của một nghệ sĩ hạng A hoặc nghi ngờ chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Khán giả không ngần ngại trình bày quan điểm, dù giọng ca hay nhưng ca sĩ cần sống có văn hóa. Có khán giả còn bức xúc đòi tẩy chay anh và cả những thương hiệu anh làm đại diện. Chấn động nhất vào tháng 10 năm 2019,
Đàm Vĩnh Hưng công khai kích động bạo lực trên Facebook khiến cả xã hội hoang mang. Cụ thể, trên mạng chia sẻ một đoạn clip người cha xanh xỉn, anh tí đánh con nhỏ 2 năm trước. Sau đó, Mr. Đàm treo thưởng 20 triệu cho người nào tát liên tục vào mặt anh tí. Cuối cùng đã có một nhóm người thực hiện theo lời của nam ca sĩ, khiến cho anh này chảy máu môi. Họ còn quay clip lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng bức xúc và lên án Mr. Đàm. Hành động nông nổi này của anh có thể bị khởi tố hình sự. Đứng trước pháp luật, anh đã có lời xin lỗi trước cộng đồng. Đồng thời, anh cũng cam kết sẽ kết hợp với cơ quan nhà nước để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bị nữ doanh nhân CEO Đại Nam tố ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện, giọng ca Bình Minh rồi sẽ mang em đi bất ngờ vướng vào ồn ào từ thiện khi bị nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng ly chim tố ăn chặn tiền từ thiện. Tối ngày 24 tháng 8, bà Hằng công bố đang nắm giữ 1,9 kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng và số tiền này lên đến 96 tỷ đồng. Bà còn tiết lộ Đàm Vĩnh Hưng đã gọi điện thoại đối chất với ngân hàng vì sao số tiền trong tài khoản của anh bị lộ ra bên ngoài. Bà chủ Đại Nam còn khẳng định trong 7 ngày, nếu anh không công khai sao kê số tiền từ thiện thì bà sẽ làm đơn thưa. Trước những cáo buộc sốc của bà Hằng, ngay trưa ngày 25 tháng 8 anh đã chính thức lên tiếng giải thích mọi thắc mắc của khán giả. Trong video dài hơn 10 phút anh khẳng định, những gì bà Hằng nói là không đúng sự thật, tuyên bố sẵn sàng nhờ tới cơ quan chức năng để mọi thứ được sáng tỏ. Anh nói, tôi chấp nhận chơi với cô, khán giả của tôi không tin lời cô nói đâu, và những người ở giữa lại càng không tin. Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy một viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ. Tôi sẽ nhờ vả họ và chúng ta bắt đầu cuộc chơi. Chúng ta bắt đầu cuộc chơi cho nhà nước, pháp luật, công an điều tra vào cuộc. Tôi cũng sẵn sàng hợp tác, yêu cầu ngân hàng bật đèn xanh cho họ điều tra. Số tài khoản làm từ thiện của tôi là tài khoản được sử dụng từ tài khoản cá nhân của tôi bắt đầu từ dịch năm đầu tiên. Khi tôi cho chương trình mượn tài khoản đó để gây quỹ, thu gom, gửi tiền chống dịch, giúp đỡ cho tuyến đầu, chính xác là bắt đầu từ năm 2020. Cô nói tôi ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện sau khi điều tra, phải chính xác con số đó và đúng như vậy, từ khi bắt đầu tôi cho mượn tài khoản đó để làm từ thiện. Nếu như đúng tất cả những gì cô nói thì tôi thua, tôi sẽ chịu trách nhiệm của pháp luật, nhà nước và công chúng. Còn nếu như sai một game thôi là tôi sẽ lấy viên kim cương đó. Và chính tôi sẽ là người bán viên kim cương đó và chia đều số tiền ra cho tất cả những người nghèo mà tôi gặp ở Việt Nam này. Tôi nói là tôi làm và tôi sẽ livestream công khai từng thành phố đem số tiền đó tới. Tôi sẽ tìm ra người mua viên kim cương đó. Tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã yêu cầu ngân hàng rà soát, sao kê chi tiết tài khoản của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều nghệ sĩ khác vì không minh bạch trong quá trình giải ngân tiền từ thiện. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự đã mời các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc về vấn đề quyên góp thiện nguyện, có những dấu hiệu của việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã tuyên bố không khởi tố vụ án hình sự với các cá nhân nêu trên do không có dấu hiệu phạm tội. Đàm Vĩnh Hưng từng có cuộc hôn nhân bí mật với nữ doanh nhân Liên Phạm sinh năm 1954, giáp kỳ Liên Phạm hay còn được gọi là CEO, bầu sông Liên Phạm, hiện nay đang sinh sống tại thành phố Atlanta của Mỹ. Hai người kết hôn năm 2004 và đến năm 2021 thì bà quyết định ly hôn Đàm Vĩnh Hưng tháng 4 năm 2022, tòa thượng thẩm quận Cam, California, chính thức phán quyết kết thúc cuộc hôn nhân hợp pháp của Đàm Vĩnh Hưng và Liên Phạm tại Mỹ. Để khuyến khích cuộc thi bài ca tháng 4 của khu du lịch Đầm Sen 1996, giải nhất cuộc thi liên hoan các giọng hát hay bán chuyên nghiệp 1997, giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 1998, top 10 giọng ca triển vọng của trung tâm nhạc nhẽ Sài Gòn 1999, giải nhất ca sĩ trẻ được yêu thích của chương trình chiều thứ năm 2001, giải thưởng làn sóng xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 2002, giải nhất ngôi sao bạch kim giọng ca nam xuất sắc 2003, giải thưởng làn sóng xanh ca sĩ được yêu thích nhất 2004, giải thưởng lá phong của tổng lãnh sự Canada 2005, giải thưởng làn sóng xanh ca sĩ được yêu thích nhất và ca sĩ của năm 2005, giải thưởng ngôi sao bạch kim ca sĩ có phong cách ấn tượng nhất 2006, giải thưởng âm nhạc cống hiến ca sĩ xuất sắc nhất 2007, giải thưởng làn sóng xanh top 10 ca sĩ được yêu thích nhất và ca sĩ của năm 2008, huy chương bạc thể loại nhạc nhẹ và nhạc dân gian cuộc thi liên hoan giọng hát vàng 2008. Năm giải Đinh Miếu SC Award và ca sĩ được yêu thích nhất tại HTV Award 2010, giải thưởng HTV Award ca sĩ được yêu thích nhất 2011.
Đàm Vĩnh Hưng giành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Anh cũng từng vinh dự nhận giải nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất do Bộ Văn hóa Giải trí Hàn Quốc tổ chức.